nghĩa là mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Thì theo như hôm nay có nghĩa là Tư Hoàng là hiểu bao nhiêu, biết bao nhiêu, mình trình bày bao nhiêu. Cái câu đầu là Đức Thầy cho biết là mèo kêu bá tánh lao sao là cái năm còn, năm còn có trong cái năm mẹo này nè. Bá tánh là thầy nói chung hết, lao sao. Bây giờ mình thấy có thể hiện nội một cái về cái sự lao sao, nó đủ điều kiện để mình lao sao. Tôi khuyên các người hãy nhớ niệm Phật. Các người hãy niệm theo tôi như vậy: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Ví dụ sụp đất sống thần, vì vậy mà hôm nay cái lao sao này thì nó cũng chưa có gì mấy. Nhưng mà cái câu sao đó, câu sao thầy nói đến chừng gồng gắn máu đào chỉnh ghê. Thành thử ra hôm nay nếu bước qua cái năm thìn này mà mới có nửa năm thìn thôi mà Đức Thầy cho biết con rồng mới nửa gút nanh, mà trong bá tánh thất thanh hải hùng có nghĩa con rồng mới nửa nó gút nanh là cái con rồng là cái năm thìn, có nghĩa là mới có nửa năm thìn thôi mà trong bá tánh thất thanh hải hùng, mà theo lời tiên tri của ông ba thì ông ba cũng nói khẳng định là ông ba nói can chi rõ ràng thành thử không còn mờ hồ là cái thìn nào nữa khác hơn ấy. Vì ông ba là có nói can chi rõ ràng, giáp thời ngó thấy binh đao thì bước qua cái năm thìn này là cái năm giáp thìn, mà ngó thấy binh đao là chiến tranh, rồi ất niên chiến họa xâm vào tràn lan, có nghĩa là cái năm thìn rồi bước qua cái năm tỵ này là cái năm ất tỵ. Đây là ông ba nói can chi rõ ràng. Vì vậy mà bước qua cái thìn tỵ này, xin thưa để bà nói nghe, là cái đệ tam thế chiến nó bùng lên một cái rồi, xin thưa với cô bác huynh đệ mà trong nước ngoài nữa, cái chiến tranh chiến này là Đức Thầy cho biết là chiến tranh thảm khốc toàn lê thứ nha, và lo nổi đối đau giống lạc hồng. Vì vậy mà hôm nay bước qua cái thành tựu này mà lời tiên tri của Đức Trạng Trình là Đức Trạng này cũng khẳng định luôn: long dĩ xà đầu khởi chiến tranh, long là rồng, dĩ là đuôi, xà là gắn. Khởi chiến tranh là có nghĩa là cũng bước qua cái năm nơi cơi, các nơi các chỗ, có nghĩa là các nước xứ xứ là các nước khởi đao binh. Thành thử ra bước qua tới cái thân dậu là có nghĩa là niên lai là hai, trở lại hai cái năm này là kiến thái bình, thì lúc đó mới gọi là bình yên. Vì Đức Thầy cho biết là tức hợi nhị niên giai tiền định hoàng lai thượng cổ mới bình yên. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác quân đệ, bước qua cái thành tị ngọ mùi này đó, nghe lời tiên tri của Đức Trạng Trình, Tư Hoàng chỉ nhắc lại thôi, nhắc lại cái lời tiên tri của các ngài, cũng như mình hâm lại nóng để cho mình ráng lo tu, ráng làm hiền, ráng niệm Phật. Chứ thật sự ra rõ ràng luôn đó, là lời tiên tri của Đức Trạng Trình ngài nói là năm rồng gắn ngựa dê, chúng sanh thế giới ê hề thay thi. Thành thử bước đây rồi bước qua cái năm này không thể nào chạy khỏi. Thì hiện bây giờ đó thì ở ngoài Trung Đông bây giờ nó quýnh kêu bằng là không biết mấy nước rồi. Cái thứ nhất là đầu tiên hết là Nga quýnh Ukraine nè, rồi kế đó bắt đầu Hamas với Israel nó quýnh với nhau nè, rồi bây giờ hai ba nước ở ngoài nó quýnh nữa. Thì đây rõ ràng là cái đệ tam thế chiến nó bùng nổ lên, xin thưa với cô bác. Mà chiến này chiến tranh mà nó bùng lên một cái rồi là xin thưa đó nghe, thầy nói là khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh nhiêu. Tại vì chiến tranh thảm khốc toàn ly thứ. Như vậy mà hôm nay mà chiến tranh nó bùng lên thì xin thưa với cô bác, chỉ có một con đường, có một con đường để mình chạy vô cái lục tự Di Đà. Có nghĩa là mình ráng lo niệm Phật, sau này Phật cứu khỏi nơi khối lửa. Chứ sự thật để tam thế chiến nó bùng lên, chiến này xin thưa mà nói nha, cái thứ nhất, thứ gì, thứ ba, có nghĩa là nó ba đợt. Lần đầu tiên hết ở ngoài Trung Đông nó khởi chiến lên, chừng nào ở ngoài Trung Đông mà không còn người, cũng có nghĩa là không còn bao nhiêu người nữa. Cũng của Đức Trạng Trình, Đức Trạng Trình ngài cho biết là 10 phần hết 7 còn 3, hết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Vì vậy mà hôm nay xin thưa cái màn một này là ở ngoài Trung Đông, ở ngoài Trung Đông nó quýnh chừng nào coi như là không còn bao nhiêu người nữa, thì biển Đông kế đó là màn hai là biển Đông nó sống dậy. Cái biển Đông mà nó sống dậy rồi là tối trời tối đất á, vì ông ba cho biết là 7 ngày đêm bật lối trời trăng đó.
Hoặc là có chỗ thầy nói cùng tốt biết âm dương kết liễu, cùng quyền cơ cùng đạo Thích Ca, thành thử tối trời tối đất gì sao. Chiến này nó tên lửa với nguyên tử hạt nhân không à, mà nó bùng ở chiến này đó. Mà chừng nào mà cảm thấy ở ngoài biển đông mà không còn một chiếc hạm nào ở trên mặt biển nữa thì lúc đó cái biển đông nó mới xong. Tại vì trong cái biển đông về cái châu Á bây giờ mình thấy rõ ràng là đầu tiên hết là Trung Quốc đó. Có nghĩa là nó đang là lấn chiếm, nó đang giành đủ thứ, mà thậm chí nó vẽ cái đường lưới bò nó muốn dành cho hết ngoài biển đông. Vì biển đông ở ngoài ngoại đó nó có nhiều cái quý báu của thiên đó. Có nghĩa là cái thứ nhất là mỏ dầu, và cái thứ hai nữa là cái mỏ uranium. Vì vậy mà hôm nay nó giành giật ở ngoài cũng vì cái chỗ mà Đức Thầy cho biết cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Rồi một cái biển đông mà nó sống dậy lên xong rồi là nó vô tới cái vùng Thất Sơn Màu Nhiệm là bảy núi này nó mới kết thúc. Tại vì tuồng cải lương là phải ba mạng, mà Đức Thầy cho biết là tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu, phải chuyển xây cho đất một bầu đặng lừa lọc con thiên cháu Phật. Mà diễn cái tuồng thì màn 1, màn 2, màn 3 là giảng tuồng chứ chẳng lẽ hát hoài. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác huynh, vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ về cái năm thành tị này, xin thưa với cô bác huynh đệ, đây là lời tiên tri của các ngài không di dịch. Lời tiên tri của Đức Trạng Trình là 500 mấy năm nay mà không di không dịch. Vì đây là các ngài đã tiên tri rồi, là báo tin cho mình biết trước. Hôm nay Tư Hoàng xin phép để nhắc lại thôi, là cũng như mình hâm lại nóng, để cho cô bác huynh đệ mình biết cái chuyện, cái khổ nó sắp diễn biến tới, để cho mình gán tu gán làm miền, mình thức tỉnh ăn năn hoài đầu. Vì vậy mà hôm nay bước qua cái thịnh thị này, xin thưa với cô bác huynh đệ, các ngài đã tiên tri rõ ràng rồi, không còn vừa gì nữa để nói. Nhưng mà nội chưa gì hết thì coi như là chưa qua bước qua cái thịnh nữa. Mà thực tế ở ngoài Trung Đông miệng hiệu bây giờ nó quýnh nó ở ngoài là không biết bao nhiêu nước rồi. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ chỗ này để mà chia sẻ với cô bác huynh đệ, để nung đúc cái tinh thần. Tư Hoàng mong cầu cho cô bác huynh đệ mình gắng tu, gắng làm hiền, gắng niệm Phật cho nó kịp với cái đời khổ này. Bây giờ khẳng định rồi, nhưng mà các ngài vận uyển tiên tri hoặc là Phật Đức Phật Thầy ngài cũng tiên tri rõ ràng nữa. Trung ương gồng lộn ê hề thấy thấy, Phật Thầy ngài cũng tiên tri rõ ràng. Trung ương gồng lộn, gồng là năm thịnh, mà chiếc này con gồng lộn là có nghĩa là ê hề thấy thấy. Thì trong cái năm thịnh có chỗ Đức Thầy nói là cha nọ bồng con vợ khóc hòa, tan nát sớm giềng khổ dữ a, nhà không người ở ôi nói trước, nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng muốn chia sẻ cho cô bác huynh đệ mình nghe trong cái nó quýnh không diễn tả nổi. Rồi đây tới cái biển đông, một cái biển đông mà nó sống dậy một cái rồi, xin thưa để mà nói nghe, coi như là long trời lở đất đó. Xin thưa với cô bác huynh đệ, mà cái chiến này biển đông mà nở về châu Á cũng mấy nước á. Mấy nước là để mà nó đánh với nhau, trong có đó có Mỹ nữa, rồi có Nga nữa. Rồi Trung Quốc là coi như đứng đầu bảng rồi. Rồi giờ lớp nào là Nhật nữa nè. Nhật Tàu là dĩ pháo đầu nữa nè. Thành thử khởi sự trong cái châu Á này mà bước qua cái thành này, xin thưa nghe Đức Thầy, chỉ có nói mới có nửa năm thành thôi. Có nghĩa là con rồng mới nửa gút năm. Mà trong bá tánh thất thanh hải hùng, thất thanh hải hùng mình quá sợ. Có nghĩa là mình nghe những cái tiếng nổ hoặc là những cái tiếng mà vang dội là mình nghe không là mình cũng quá sợ rồi. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác huynh đệ nha, đất nước nào chiến tranh rồi phải nói là màn trời chiếu đất, lớp nào chiến tranh chết chóc, rồi lớp nào là đói khổ, rồi lớp nào coi như là nhà tan cửa nát hết, thì coi như là mình phải sống theo cái kiểu màn trời chiếu đất, rồi đói nữa, không có để mà ăn nữa. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác, hiện bây giờ nó chưa có xảy ra chiến tranh trong đất nước Việt Nam, mình ráng tu ráng làm miền, ráng niệm Phật, để chút xíu rồi đây nó tới giờ rồi, mình làm sao mình niệm Phật nổi, mình lo chạy thất thanh hải hùng luôn á, chứ đừng nói mà niệm Phật, tới chừng đó không còn niệm nổi nữa đâu. Công phu cúng lại để mình tu cầu, để đi cho sau này tới cái ngày giờ mà Đức Thầy cho biết đó là cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt. Hôm nay mình hoài đầu hướng thiện để mình làm hiền,
chứ còn bước qua cái thịnh thị này không thể nào chịu nổi đâu. Đây là xác thực rõ ràng mà các ngài, có nghĩa là không biết bao nhiêu mà lời tiên tri của các ngài đâu, mà ông ba đã khẳng định luôn đó. Ông ba tiên tri có nghĩa là can chi rõ ràng đó. Đây là thật sự vậy. Anh hứa ông ba nói đây là bước qua cái giáp thịnh, mà cái tới này là cái giáp thịnh. Mà nói về cái giáp thịnh là 61 năm mới tới một cái giáp thịnh, con giáp lớn như vậy đó. Rồi bây giờ hiểu, bây giờ Trung Đông nó đang đánh ở ngoài rồi, vì vậy mà xin thưa với cô bán, nó tới chưa? Rồi mình ở đây hững hờ, mình thấy chưa tới, mình hững hờ. Rồi có người, có số huynh đệ còn nan nghi, ví dụ mờ hồ. Rồi tới chừng nó tới rồi là không thể nào mình đỡ kịp. Đây là mới nói về cái Trung Đông nè. Rồi tới cái Biển Đông mà nó bùng lên một cái trận đồ này nè, là dữ dội. Rồi bắt đầu mới vô cái dùng thất chân màu nhiệm, là cái màn ba này là có, nó mới giảng cái tuần hát này. Cái thứ nhất là Đức Thầy cho biết là qua liền năm nước chặt đường này, qua lộ dân giáo máu tràn thành sông đó. Từ xưa nay nó xin thưa với ông bà cô bác huynh đệ nha, chưa có cái chỗ nào máu tràn thành sông mà Đức Thầy cho biết là qua lộ dân giáo máu tràn thành sông. Rồi cái con lộ dân giáo này từ nhà bàn Tịnh Biên thẳng về núi Cấm, đây là con lộ dân giáo. Máu tràn thành sông mới tới đổi nhật, đổi nguyệt, đổi phong, đổi năm, đổi tháng, đổi trong có ngày giờ ha. Đổi nhật, đổi nguyệt, rồi đổi mặt trời, mặt trăng, rồi đổi năm, đổi tháng, có người đây là phép trời. Rồi đổi cha lại, đổi nhà thờ, đổi cồn, đổi bãi, mới đổi cờ Nam Bang. Rồi trời xây Âu Á, bốn khoang nước tràn bờ cõi, khó an thời kỳ. Chuyển lưng bỏ bực biên thì ngửa nghiêng trời đất mới lập kỳ thượng quân. Như vậy mà xin thưa với cô bác huynh đệ, mà lập cái đời tăng dân thánh đức không có êm đâu. Có nghĩa là từ đây là từ bước đầu bước qua cái thình này tới cái thân dậu nó mới êm. Vì vậy mà từ đây đến đó ông ba khẳng định thiếu phước đức sắc gan cũng chảy đó. Vì chứ đừng nói cái thân này, đây là xác thực rõ ràng. Mà tới cái vùng bảy núi rồi mà Đức Thầy cho biết nó nhiều cái màu nhiệm quyền bí lắm. Từ cái chỗ đó là tại sao rồi đó, Đức Thầy nói cũ cũ y nhiên tình duyên tham báo, gọi đổ máu thương rơi cùng mới nói chơi chưa ban hàng phục anh hố hò phan. Cũ cũ là 9918 nước tình duyên tham báo, rồi mới đổ máu thương rơi, có nghĩa là nó tranh bá đồ dương, 18 nước tranh bá đồ dương đó. Có nghĩa là vô cái vùng bảy núi là cái thất sơn màu nhiệm là bảy cái núi linh này nè. Vì vậy mà hôm nay tới đó rồi, xin thưa với cô bác huynh đệ đó nghe, là 18 nước nó tranh bá đồ dương, từ đó đó với thầy mới nói qua liền năm nước chặt đường đó, qua lộ dân giáo máu tràn thành sông đó. Mà như vậy cũng phải chưa là hết cái chết nữa. Rồi Đức Thầy cho mình biết đó là coi như là còn một cuộc chiếu manh giành xé khắp hoàn cầu ó ré một nơi. Còn một cuộc có nghĩa là còn chứ chưa phải là hết. Là chiếu manh là chữ chiếu là sáng, manh là tủa ra đó, có nghĩa là tới chừng đó đó nghe, là 18 nước nó mới vô, nó mới tranh bá đồ dương, nó mới tranh giành. Vì vậy mà hôm nay á, có nghĩa là thầy đã báo tin cho mình biết trước rồi. Đây là Tư Hoàng chỉ nhắc lại những cái lời hoàng ngọc của thầy mà thầy cho mình biết, mà trong cái bài Thiên Lý Ca nó là xác thực đó. Có nghĩa có chỗ thầy nói đến thân dậu cơ trời thấy lộ, hoặc là đến năm thân dậu tay đầy sấm giang, đến thân dậu thánh thần náo động, rồi thảm cho trần nhà chống ruộng quan. Vì vậy là cái câu đầu thầy nói đến thân dậu cơ trời thấy lộ, đến thân dậu là cái năm thân dậu, cơ là cái máy, đây là cái sự thôi. Có nghĩa là thiên định đó, là ông trời ông định cái năm đó đó. Mà thật cơ trời thấy lộ mà lộ cái gì? Đức Thầy cho biết là lầu đài núi Cấm lộ nay mai là con lộ này nè, hoặc là ba tiếng sấm đền vàng lộ vẻ, chứ không phải lộ đất lộ đá mình đâu. Con lộ này nó di diệu lắm. Vì vậy mà hôm nay thầy đã bài khai để thức tỉnh chúng sanh, là trong cái chu kỳ, cái thời kỳ thầy khai sáng đạo năm 39 thầy đã bài khai rồi. Đây là lời tiên tri của thầy đã khẳng định rõ ràng rồi. Còn Đức Phật thầy tiên tri cũng xác thực luôn. Sông tiền Mỹ Thuận bắt cầu, có nghĩa là cái sông tiền Mỹ Thuận là cái cầu Mỹ Thuận, lời tiên tri của Phật thầy hồi đó năm 1940 mấy đó. Nhưng mà lúc đó chưa có cầu Mỹ Thuận, mà hôm nay rõ ràng là cầu Mỹ Thuận, bây giờ bắt thêm một cây nữa là hai cây rồi. Rồi câu sau Phật thầy cho biết là sông tiền Mỹ Thuận bắt cầu thì là núi Cấm quá lầu nay mai. Vậy xin thưa với cô bác huynh đệ nha, lời
tiên tri của Phật, của Thầy không có di dịch đâu. Ở đây Tư Hoàng chỉ xin nhắc lại để hâm nóng thôi những cái cơ khoát của đồng Phật, của Thầy. Vì vậy mà hôm nay thì vừa là Đức Phật Thầy tiên tri câu đầu rõ ràng, thì hôm nay mình thấy là sông Mỹ Thuận bắt cầu rồi, thì tới rõ ràng câu sau Đức Phật Thầy báo tin cho biết thì là núi cấm quá lầu nay mai. Nghĩa là Đức Thầy cho biết là tam châu hữu ngạn lị nhỏ xa, thập bát chư ban động căn qua, dương gian mảnh thú trừ tàn ác, lê thứ hậu lai khổ thiết tha, tầng ban hậu hận tiêu diêu động, nam quốc lương dân kiến linh xa, phồn qua đô hội lưu gian quyết, dư đảng dọc ngang cấp ma ha. Vì vậy mà hôm nay tôi trở lại cái câu đầu đó, có nghĩa là Thầy nói là tam châu hữu ngạn lị nhỏ xa là ba cái châu này nè, có nghĩa là châu Phú, châu Đốc rồi đó, châu Giang đó. Thành thử là Thầy nói là tam châu chỉ có ba châu thôi, chứ không phải là lục châu. Mà hữu ngạn là có nghĩa là chữ hữu là có ngạn, có nghĩa là cái khổ nó tới đó. Lị nhỏ xa là chết. Rồi thập bát chư ban động can qua, thập bát là 18 nước nó can qua đâu, qua ba cái châu này nè. Là vì nó tranh bá đồ dương tới trường núi nổ rồi, nó lộ ra một đền vàng, rồi nó lộ ra lớp nào lưu ly sa cừ hoa lê hữu hoạch công, rồi từ đó nó mới qua. Thập bát chư ban thập là 10 bát là 8, 18 nước nó qua, nó tranh giành. Rồi dương gian mảnh thú trừ tàn nát, có nghĩa là dương gian này là ý đại ý Phật nói là cái cõi này nè. Mảnh thú có nghĩa là các loài độc địa đó, cũng như Thầy nói là hổ lang ác thú muôn bày đó, hoặc là gắn to tên gọi mãng xà trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Vì vậy mà dương gian mảnh thú trừ tàn ác, lê thứ hậu lai khổ thiết tha. Lê thứ là Thầy nói mình đây nè, có cái đời của mình nè, có nghĩa là lê thứ hậu là sau này đó, là khổ thiết tha là cái đời của mình. Lê thứ hậu lai khổ thiết tha rồi mới tới là tầng ban hậu hận tiêu diêu động. Tầng là miên, ban là nước, có nghĩa là nước biên sau này đó, Thầy đã tiên tri cho biết sau này nó hận mình. Thì xin thưa với cô bác nha, thật tình để mà nói, Đức Thầy cho biết là coi như là mai sau nhiều cuộc đất cày đua nhau mà chạy, lâu đài cũng xa. Chữ đất đó có nghĩa là Thầy nói về sự đất là thổ, mà các hàng nhà nho người ta mới bàn ra thổ là miếng. Nhiều cuộc chứ không phải một cuộc, thì có trận vừa rồi nó qua cái trận ba chút. Tôi xin thưa với cô bác huynh đệ nha, nó ba mấy lần trước nó chọc nó phá đó. Sau này đó là dân cũng tin tưởng như cái gia đình của Đức Bổn Sư gom vô đó rồi, cũng gì nó qua nó giết hết trơn. Có nghĩa là mới nó qua đây là mới một cái trận đầu là nhỏ nhen thôi nha. Nhưng có nghĩa là nó qua cái trận ba chút mà nó giết mấy ngàn người đó. Thì xin hỏi ra, xin thưa với cô bác, không có cái giặc nào như cái giặc này đâu. Vì cái chỗ này mà nó không có, nó bây giờ nó không sợ Việt Nam mình đâu. Nhưng mà tại chẳng qua chưa tới giờ thôi, chứ tới cái giờ rồi cho Phật Thầy cho biết miên nó tàn ác, nó đi tới Trà Vinh nhưng mà đi có về không. Phật Thầy Ngài nói là nó ngồi không có giáp gốc lâm vô. Tại vì cái đất nước nào mà tàn ác quá là có nghĩa là ông ba cho biết là các nước quần yêu trời Phật sử tiêu không còn. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ cái giai đoạn này, cái mệnh đề này, có nghĩa là dập tầng sau này nó nhiều cuộc lắm đệ ơi. Chứ không phải một cuộc đâu, Thầy nói gọi xác thật rõ ràng đó. Mà tới chừng đó rồi, xin thưa mà nói, dập tới nhà đàn bà cũng phải đánh, không đánh nó đánh mình cũng mất nước. Thành thử là có cái lệnh hồi trước cũng nghe, bây giờ nghe về các mấy ông chánh quyền nói là coi tổng động viên, tới chừng đó khỏi tổng động viên cũng đánh, giờ không đánh nó cũng giết mình, đàn bà cũng phải ra để bảo vệ đất nước. Đây là cái ơn đất nước Thầy đã khẳng định, Thầy đã chỉ rõ ràng rồi. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác, bước qua cái thành thị này là 40 năm này là 40 năm ác liệt đó. Có nghĩa là tiên tri của Đức Trạng Trình rõ ràng là năm rồng rắn ngựa dê, là 40 năm này chúng sanh thế giới ê hề thay thi. Thì mình thấy vừa qua rồi, thì nếu lời tiên tri của Đức Phật, được Đức Trạng Trình Ngài cũng nói 10 phần hết 7 phần 3 đi. Thì vừa qua rồi mình thấy cái trận quy quốc của Corona nè, rồi thậm chí coi như là sụp đất này sống thần, thì coi như là nếu nó so với cái chết chúng sanh đó là, rồi chiến này mà chiến tranh mà nó bùng nó lên một cái nữa, xin thưa để mà nói là hết ba nữa là bảy rồi, dịch lớp nào dịch bệnh nó tái phát trở lại nè. Báo tố phong ba nói chung là nó nhiều cái chết lắm, mà chưa nói tới ông Năm Chèo xuất hiện nữa. Ông Năm Chèo á, có nghĩa là Năm Chèo là xấu thần,
Mà thật sự có cái di tích là kể cái lúc mà thời kỳ của Đức Phật Thầy Tây An đó. Ông Đình Tây á, Phật Thầy mới sai ông Đình xuống nhà của La, có dùng láng này, là lúc đó là ông sinh, hai vợ chồng của ông sinh, nhưng mà bà vợ sanh đẻ. Phật Thầy mới thấy, mới biết được, mới nhờ ông Đình Tây xuống để mà lo là sanh đẻ gì à. Ông Đình, ông mà ông sinh là ông đi đồng rồi, không có ai ở nhà. Vì vậy mà hôm nay đó, từ đó đó, thành nữa ông Đình Tây ông mới xuống, ông là ông sanh mà đẻ cho bà sinh. Xong rồi thì lúc đó thì ông sinh ông mới trở về, thì ông Đình Tây ông mới thấy trong vỏ của ông sinh, lúc đó ông đi bắt gắn bắt rùa đi đồng về đó, thấy có ông Sáu Lỗ Mũi Đỏ năm giò. Vì vậy mà hôm nay đó, từ đó bắt đầu ông Đình Tây ông mới lén, ông thấy đẹp quá ông nuôi. Thì thực tế hiện bây giờ là ở tại Đình Thế Sơn có cái di tích, cái hồ của ông Năm Chèo đó, đây là xác thực rõ ràng. Mà Đức Thầy cho biết là con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt mà người hung, đến chừng thú ấy phục tùng bá gia, mới biết người khùng là ai. Đây là lời cơ trơ của pháp đạo của Thầy. Thầy nói là thật sự không, chứ không có nói vắn nói dài, không có nói úp mở. Thầy đã khẳng định là cái con nghiệt thú rồi. Vì vậy mà hôm nay mình nói không có ông Năm Chèo xin thưa để mà nói coi chừng lỗi chết luôn á, chứ không phải đâu. Đây là lời khẳng định mà cái di tích này từ thời kỳ của Đức Phật Thầy Tây An. Mà hiện bây giờ ở Đình Thế Sơn có cái hồ ông Năm Chèo, nếu không có ông Năm Chèo làm sao có cái di tích. Bây giờ mà thầy đã chỉ luôn con sông nước chảy dòng cầu á, là con sông từ ở trên Hồng Ngự nó chảy xuống mà Hòa Hảo bến đò Thượng Giang đó, rồi nó chảy qua cái sông Hậu rồi bắt đầu nó chảy trở lên. Là cái chỗ này thầy khẳng định, thầy chỉ rồi ngay đó. Vì cái chỗ đó mà thầy mới tiên tri là con sông nước chảy dòng cầu, là chỗ đó đó. Vì vậy mà hôm nay mình nếu không có cái duyên gì với Phật thì mình gắng chờ đi. Một ngày gần đây thử coi có không. Nhưng mà thật sự, Tư Hoàng xin nói thật luôn nha. Chừng nào cái núi Sam này mà nổ là cái tiếng trống lệnh đó, ông Ba xuất hiện đó. Vì Đức Thầy cho biết là núi Sam sao mất Thất Sơn mới điện đài. Có nghĩa là mất nổ cái núi Sam trước rồi mới tới Thất Sơn, là thất là bảy, sơn là núi, mới lộ cái điện đài là cái đền đài ra. Mà là cái tiếng trống này đó, ông Năm Chèo mà ông nghe một cái đây là cái tiếng trống lệnh, ông cũng lãnh cơ trời đó chứ không phải thường đâu. Vì vậy mà ông tới chừng đó mà nổ núi Sam rồi ông nghe rồi, còn cái ông lăn ngang, cái ông Ba cho biết là cù lao sập trước làm đầu, mã long ứng ngữ ra chầu quan thiên. Phật của thầy của các ngài nó không di không dịch đâu, Tư Hoàng chỉ hâm lại thôi, có nghĩa là nhắc lại những cái lời vàng ngọc của thầy đã tiên tri ra mà cái khổ của mình là từ đây sắp đến nó sẽ vậy đó. Xác thực rõ ràng, nội bước qua cái thành tựu này xin thưa mà nói 4 năm này đó, nghe long trời lở đất à, chứ không phải nói đơn giản đâu. Thiếu phước đức ông Ba cho biết là sắc gan cũng chảy đó. Gán tu mình, gán làm hiền, gán niệm Phật, gán ăn chay đi cô bác ơi, chứ không còn gì nữa để nói đâu. Thì mình ăn đây đó có nghĩa là Đức Thầy khẳng định là khuyên người tu tỉnh ít nhiều cũng hay. Hoặc là đời cùng tu gấp mới kịp thầy. Tu gấp có nghĩa là cái đời cùng mà thầy cho mà báo tin cho mình biết là phải tu gấp, là tu lẹ lẹ đi mới kịp. Mà tại sao mà thầy dục thúc mình? Chứ để chừng thầy nói đến chừng sấm nổ gian thinh e ba tánh ăn năn đã muộn, tới chừng cái núi cấm nó nổ cái hì rồi, tới chừng đó mình ăn củ sắn không kịp nữa, chứ đừng nói ăn năn. Vì vậy hôm nay núi chưa nổ xin thưa với cô bác, tu nhất kiếp ngộ nhất thời, giờ thời kỳ này còn kịp nè. Có chỗ thầy nói phi người tu tỉnh ít nhiều cũng hay, tu ít cũng có cái chỗ, cái nơi, cái ngồi, hoặc mình dự được cái hội long qua để qua đời thánh đức thượng quân nói đời. Chứ chuyện này mình không tu, không hiền, không niệm Phật thì cho biết bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu. Bấy lâu nay là hồi đó giờ nuôi dưỡng chắc chiêu cưng mình dữ lắm cưng. Nhưng mà tới cái giờ rồi thầy báo tin câu sau là nay tận diệt lập đời trở lại. Chữ tận là tiêu, chứ diệt là dứt, không còn đầu thai. Tại sao mà không còn đầu thai? Đức Thầy đã cho biết đó là linh hồn chìm đắm chốn nê hà. Chứ này chìm mà còn phải đắm nữa nha. Đây là đất, đây là nơi hà, đây là đất, hà là nước. Nằm dưới cái lòng đáy biển đó mà phải chờ 7 ức niên để qua cái chu kỳ hạ ngôn mặt pháp trở lại mà mình mới được tiến hóa. Mà tiến hóa chưa có chắc gì có cái thân này.
Đức Thầy cho biết là cỏ cùng cây điểu thú chim muông nhân với giờ không hiền mình cũng phải gán làm hiền, không tu mình cũng phải gán tu nữa. Ăn chay không nổi chuyến này cũng phải ăn nữa. Để chi? Để mình giữ được cái hội long qua chiều chiến chót rồi. Rồi bây giờ còn có chiến đò chót mà mình không xuống rồi ai đợi mình? Bây giờ thì ví dụ như bây giờ bất tất cả cái gì ở trên cõi đời này mà dục xuống nước không nổi là chìm, vậy thôi, đó là dĩ nhiên rồi. Chứ tới cái giờ rồi, ví dụ cái chuyến đò chót không biết bao nhiêu cô bác huynh đệ xuống rồi có mình quản lẽ người ta đợi chờ mình. Nghĩa là hôm nay đây là cái sự thôi. Còn cái lý thầy nói tu lẻ lẻ để cho nó mới kịp, đợi cùng tu gấp mới kịp thầy. Hoặc là tu kiếp nếu không quá trễ. Chừng đối đầu, khó kiếm điên khùng là khó kiếm, là khó thấy thầy đó. Tại vì cái người không tu tới giờ đó không còn đâu. Vì cái cơ này là cái cơ tận diệt rồi, có nghĩa là nội có thấy, mình thấy thôi. Hiện bây giờ, xin thưa để mà nói nha, thì vừa qua rồi đó, mình Tư Hoàng xin phép để nhắc lại cái cũng như cái dịch bệnh vừa qua Covid-19 đó. Chết biết bao nhiêu cả cái thế giới này không? Mà cái đất nước Việt Nam mình là ít mà còn chết vậy đó. Rồi bây giờ cộng thêm có một cái sắp vừa tới nữa là cái đất nước Thổ Nhĩ Kỳ đó, bị sập đất cái chết mấy chục ngàn người. Rồi tới nữa đất nước Libya đó, coi bị sóng thần cái chết kêu dòm thấy là thay trôi là nằm lan can. Vậy mà cái chết chiến đằng trận đồ này là xin thưa với cô bác huynh đệ không phải chết một hai người nữa đâu. Chết chiến này là chết mấy chục ngàn không. Rồi bây giờ chiến tranh nó bùng nổ lên nè, cái năm Thịnh Thị này nè. Thành thị ngọ mùi này 4 năm này là 4 năm ác liệt nè. Chúng sanh điêu linh nghiêng ngửa long trời lỡ đất gì. Vì Ngài là Đức Chân Trình, Ngài đã khẳng định rồi. 10 phần hết 7 rồi còn có 3. Rồi hết 2 nữa còn có 1. Mới ra thế mình. Mà hôm nay mình không tu làm sao mình được nào còn nằm trong cái dòng 1 phần này. Vì khẳng định người cứu lương hiền chẳng cứu người hung. Cứu. Đây là cái sứ mệnh trời, nghe thầy Thế Thiên Hành Đạo Phật không có nói mà chinh chịch đâu. Thì cái người hung, người dữ, người ác không thể nào cứu được. Chỉ có người hiền mới cứu. Thì bây giờ mình phải gắng làm hiền. Mà cái phương pháp làm hiền thấy rất đơn giản luôn á. Có nghĩa là Đức Thầy cho biết là chỉ cái pháp làm hiền là thầy nói muốn niệm Phật bất cần sớm tối. Ghi vào lòng 6 chữ Di Đà, ghi vào lòng là vào cái tâm của mình. Thì hiền lương quên mất điều tà, được hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Thì niệm Phật viết là hiền, chắc chắn như bắp. Thì dặn cái gì nữa rồi, vì cái cơ tận diệt rồi, vì mình không có trốn đâu cho khỏi á. Không có đường nào mà cho lọt được á. Cái kỳ này á, nội cái chiến tranh nó bùng không mà cái đệ tam thế chiến này nó bùng lên, xin thưa để mà nói đó nha. Không đường nào mình chạy khỏi đâu, chỉ có trốn vô cái áo giáp phước đức á. Có nghĩa là mình trốn vô cái chỗ lục tự Di Đà đó. Mới còn là sống sót được thôi chứ. Vậy mà hôm nay tại sao cái cơ trời phải lật lừa sàng sảy. Sàng qua rồi sảy lại rồi hết xấu rồi tới tốt, hết vong nữa mới tới tồn. Chứ tồn rồi là nó mới còn. Thành thử chuyến này là cái cơ trời của trời Phật đã định là sàng sảy là như vậy đó. Thì bây giờ mình thấy chiến tranh các nước bây giờ mình thấy là ê chề này. Rồi đây rồi tới Biển Đông. Rồi Biển Đông mà tới có dùng thất sơn mạo nhiễm, không đường nào nó chạy khỏi. Đây là cái cơ trời sắc thật rõ ràng. Và Đức Thầy cho biết nè, đến Thân Dậu nè, thánh thần náo động. Thánh thần mà còn náo động chứ đừng nói chúng sanh mình. Tại nguyên nhân nào mà thánh thần náo động là gì? Tới cái năm đó đó nè, có nghĩa là cái là phép màu đó nha. Đại Hồng Thủy nè, hoặc là tới chừng đó là Đào Lư công chúa, Thổ Ba công chúa, Ngũ Long công chúa nó xuất hiện lên nha. Có nghĩa là thiên tiên giá địa tiên mà quýnh với nhau bằng phép màu không đó. Tới chừng đó mình bó tay, mình đâu có còn cái đường nào để mình chống cự, hay là mình ngồi đó mình im để niệm Phật vì quá sợ. Nhưng mà nó nhiều cái chết lắm, chứ không phải chết. Rồi cuối cùng rồi đó thầy nói hổ lang ác thú muôn bày nữa, lớp bay lớp chạy, sau này đa đoan, ai mà ăn ở nghênh ngang đón đường nó bắt xé tan xác hồn. Có nghĩa là cái người nghênh ngang phải chết chỗ này nè, không chạy đường nào cho khỏi. Có nghĩa là sau này các loài nó quất là biết sao mà nó xuống nó quất. Không có chỗ thầy nó gắn to tên gọi mãng xà nữa, gắn to là con gắn bự. Có nghĩa cái tên của nó là mãng xà nè. Trên rừng nó xuống nó tha dương trần, lời Phật nói không di dịch đâu, tại sao nó phải xuống? Vì Đại Hồng Thủy rồi nước chỗ nào nó đâu nó ở được. Thành thử cũng như nó chạy giặt vậy đó. Mà nó xuống nó gặp, nó xuống dưới này rồi nó gặp bồi là quất, không có tha. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác nha, cuối cùng là Đức Thầy còn khẳng định nha, hoàn cầu trái đất chuyển xây gớm ghê cho chúng hơi thay muôn ngàn.
cái quả địa cầu này mà xây chuyển một cái rồi đó nghe, xin thưa với cô bác, mà Đức Thầy cho biết là ngọn thủy triều nô nước sụt sôi đó, bầu trái đất một phen luân chuyển, tại sao ngọn thủy triều nô nước sụt sôi, mà nó sôi như mình nấu cơm là sôi ổng 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 vậy đó. Dạ. Tại vì sao phải sôi, vì cái núi lửa nó nằm với cái quả địa cầu, thành thử nó cháy từ cái cuốn trái đất nó cháy lên, thành thử ra các mặt nước biển này sau này nó sôi ổng ổng. Mà thầy đã khẳng định là sao đến việc sơn băng kiệt thủy, sơn là núi, băng là lửa, mà núi lửa nó bùng lên, nó nổ lên rồi một cái xin thưa nghe, kiệt thủy là hết nước. Đây là di diệu phép của trời Phật không à. Vì vậy mà hôm nay cô bác nào có cái duyên sâu á, nghe các ngài tiên tri hoặc là thầy tiên tri để làm chi, đặng thức tỉnh chúng sanh, cho những đứa con nào mà chưa có duyên với Phật nó cái khổ tới, đặng mình thức tỉnh mình đâu. Mà vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng muốn nhắc lại để xin chia sẻ với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, cái thời kỳ này không còn cái gì nữa đâu.